Hai Việt Nam xin chào các bạn khán giả. Sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 với biến thể nguy hiểm hơn nhiều lần so với những đợt dịch trước đã đặt ra những thách thức không nhỏ cho đất nước chúng ta. Lúc này đây, những liều vaccine quý giá chính là niềm hy vọng mong mỏi của hàng trăm triệu đồng bào trên khắp cả nước. Trước sự ngóng đợi từng ngày của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, mới đây Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Y tế cho biết vaccine Covid-19 Nanocovax do Việt Nam sản xuất đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 3 trên 1.000 tình nguyện viên. Phải chăng đây là tín hiệu cho biết vaccine COVID-19 của Việt Nam sắp về đích? Tín hiệu này là đáng mừng hay đáng lo? Mời các bạn hãy cùng Ai Việt Nam tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Còn nhớ thời điểm những tháng đầu năm ngoái, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh ở nhiều nước lớn trên thế giới, một số ý kiến đã tỏ ra nghi ngờ Việt Nam cố tình che giấu tình hình dịch bệnh. Những ý kiến này cho rằng tại sao nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy có các điều kiện hạ tầng và trình độ y khoa tốt hơn Việt Nam rất nhiều mà lại không khống chế được dịch, chưa tìm ra được thuốc đặc trị. Trong khi đó, Việt Nam thì liên tục khoe khoang chiến tích dập dịch của nước mình. Người dân nhiều nước trên thế giới thậm chí không có đủ giường nằm trong bệnh viện để điều trị Covid, phải trưng dụng cả xe hơi làm giường cách ly, thì tại Việt Nam, người dân lại chia sẻ tràn ngập mạng xã hội những hình ảnh ăn uống, tụ tập, trà chanh chém gió vô tư thả ga. Chính phủ Việt Nam cũng tuyên bố hình thành trạng thái bình thường mới, tiếp tục tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh như bình thường. Báo chí và cư dân mạng quốc tế thậm chí đặt nghi vấn rằng có phải Việt Nam đang mị dân, thổi phồng thành tích chống dịch để đánh bóng thương hiệu quốc gia với các tổ chức quốc tế và thế giới. Hết nghi ngờ khả năng chống dịch, người ta chuyển sang nghi ngờ khả năng nghiên cứu và phát triển vaccine của Việt Nam. Từ lâu nay, suy nghĩ Việt Nam đến cái ốc vít còn không làm nổi đã trở thành lời nói cửa miệng của nhiều anh hùng bàn phím trên các trang mạng xã hội. Và cứ mỗi khi xuất hiện một sản phẩm made in Việt Nam, câu nói đó lại một lần nữa được sướng lên như để khẳng định chắc nịch rằng Việt Nam sẽ chẳng thể làm nên được trò trống gì đâu. Vậy nên việc sản xuất vaccine ngừa Covid-19 là một điều gì đó xa vời đối với người Việt. Bỏ ngoài tai mọi lời đâm đặt, bàn tán, nghi ngờ, chính phủ và người dân Việt Nam đã tập trung tối đa tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải, coi cuộc đấu tranh chống dịch bệnh như chiến dịch quân sự và huy động toàn dân đoàn kết, quyết tâm đánh thắng chiến dịch này. Với những phương pháp nắn thẳng đường cong dịch bệnh thiết thực, mang tới hiệu quả triệt để như truy vết tiếp xúc, đeo khẩu trang, tuyên truyền về các triệu chứng của virus tới người dân và kiểm tra nhiệt độ công dân khi ra vào các nơi công cộng, Việt Nam đã liên tiếp dập tắt thành công các đợt bùng phát dịch nghiêm trọng, khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng, thán phục và hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ không bao giờ có chuyện Việt Nam bị đại dịch thế kỷ này đánh bại. Và cũng giống như một hiệu ứng domino, từ chuyện tin tưởng vào khả năng kiểm soát và dập tắt dịch bệnh của Việt Nam, thế giới tiếp tục mong chờ và đặt niềm tin vào khả năng của các nhà khoa học Việt Nam trong việc nghiên cứu, phát triển vaccine ngừa Covid-19. Bởi lẽ chiếc phao cứu sinh tại thời điểm này chỉ có thể là vaccine. Nhiều quốc gia đang chạy đua trong điều chế vaccine và Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc đua đó. Ngày 17 tháng 12 năm 2020 trở thành thời khắc lịch sử của ngành y tế Việt Nam nói chung, ngành quân y nói riêng khi liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên do các nhà khoa học nước nhà nghiên cứu, điều chế được tiêm cho người tình nguyện. Việt Nam đã ghi tên mình vào danh sách là một trong 40 quốc gia đã thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người. Tới nay, sau nửa năm miệt mài nỗ lực, Học viện Quân y tiếp tục tạo nên thời khắc lịch sử mới vào sáng 22 tháng 6 khi cho biết các đơn vị nghiên cứu đã hoàn thành 1.000 mũi tiêm đầu tiên thử nghiệm giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng đối với vaccine COVID-19 Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đây là loại vaccine được sản xuất dựa trên công nghệ tái tổ hợp, bắt đầu nghiên cứu từ tháng 5 năm 2020. Qua hai giai đoạn đầu, kết quả thử nghiệm cho thấy 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt trên 99%. Phó giáo sư tiến sĩ Trử Văn Mến, giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học Học viện Quân y cho biết, sau khi tiêm một liều 25 microgram, các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định và được lực lượng y bác sĩ thường xuyên giữ liên lạc để hướng dẫn các tình nguyện viên nhập dữ liệu nhật ký theo dõi điện tử hàng ngày, theo dõi sát sao hiệu quả của đợt thử nghiệm lâm sàng này cũng như kịp thời phát hiện tác dụng phụ sau khi tiêm thử nghiệm nếu có. Trong đợt đầu của giai đoạn thử nghiệm, 1.000 tình nguyện viên này được tiêm theo tỷ lệ 6:1, tức là 6 người tiêm vaccine, 1 người tiêm giả dược. Dự kiến tới ngày 30 tháng 7, các tình nguyện viên sẽ hoàn thiện việc lấy máu để đánh giá khả năng sinh miễn dịch vào ngày thứ 42. Nhóm nghiên cứu đồng thời dự kiến rằng 14 ngày sau khi tiêm mũi 2, họ sẽ đánh giá được tính an toàn, khả năng miễn dịch và hiệu quả của vaccine. Sau khi tiêm thử nghiệm cho 1.000 người đợt đầu tiên của giai đoạn 3 thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax, Học viện Quân y sẽ tiếp tục tiêm thử nghiệm cho 12.000 người còn lại. Nhóm nghiên cứu cho biết, trong giai đoạn này không chỉ đánh giá tính an toàn, tính sinh miễn dịch, mà việc thử nghiệm vaccine Nanocovax còn nhằm đánh giá yếu tố hiệu lực bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng. Đây là yếu tố mà hai giai đoạn trước chưa được thực hiện. Ngoài ra, trong giai đoạn 3,
Đơn vị nghiên cứu sẽ đánh giá tác dụng với biến chủng Delta của Ấn Độ đang gây dịch tại Việt Nam. Dự kiến trong giai đoạn 3, vaccine có thể đạt hiệu quả bảo vệ khoảng 90%, tương đương với các vaccine trên thế giới. Nếu kết quả đạt yêu cầu, nhóm nghiên cứu sẽ báo cáo Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong lĩnh vực y sinh học để đánh giá, xem xét cấp phép khẩn cấp. Việc này sẽ giúp Việt Nam có thể chủ động nguồn vaccine trong tương lai gần. Thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ. Cũng trong ngày 22 tháng 6, Tiến sĩ Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Nanogen cho biết, đơn vị vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng xin cấp phép khẩn cho vaccine Nanocovax, một trong 4 loại vaccine ngừa COVID-19 được sản xuất trong nước. Công suất sản xuất hiện nay của Nanogen đạt 8-12 triệu liều mỗi tháng. Đơn vị cũng đang hoàn thiện, mở rộng hệ thống kho lạnh với sức chứa 10 triệu liều, cũng như đội ngũ xe lạnh bảo quản từ 2 đến 8 độ C, vận hành đạt chuẩn quốc tế. Dựa trên kế hoạch và năng lực hiện tại, dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều đến tháng 12 năm 2021 và 100 triệu liều vào năm 2022. Trải qua 2 giai đoạn đầu tiên với kết quả thử nghiệm 100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nanocovax đều sinh kháng thể trong máu, sức khỏe các tình nguyện viên đều an toàn, không có ai phải xử lý thuốc hoặc cấp cứu. Đây chính là một tín hiệu rất đáng mừng cho thấy đến hiện tại, vaccine an toàn với người được tiêm. Tín hiệu này không chỉ làm nức lòng người dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của các quốc gia trong cùng khu vực Đông Nam Á. Khoảng một tháng về trước, thời điểm các quốc gia ASEAN phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 trầm trọng, với số người tử vong do đại dịch tăng lên chóng mặt qua mỗi giờ đồng hồ, vaccine của Việt Nam dù mới chỉ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai nhưng đã được báo chí nước ngoài săn đón dần dần. Trang tin Spring News của Thái Lan từng có bài viết so sánh chất lượng vaccine của Việt Nam và Trung Quốc. Dù khi đó Trung Quốc đã cho sản xuất vaccine đại trà ra thị trường, còn vaccine của Việt Nam thì vẫn đang còn trong quá trình nghiên cứu, phát triển. Bài báo viết, vaccine của Trung Quốc bị mất niềm tin trong cộng đồng do sự nóng vội của nước này trong việc chạy đua trở thành quốc gia sản xuất vaccine sớm nhất thế giới. Trong khi đó, vaccine của Việt Nam qua các lần thử nghiệm đều cho thấy được tính hiệu quả cao. Kết quả này có được là bởi vì những nỗ lực tuyệt vời của Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch. Việt Nam đã kiểm soát dịch rất tốt, cho nên quá trình nghiên cứu vaccine không cần đốt nóng giai đoạn, không cần chạy đua với thời gian để cho ra đời những lô vaccine sớm nhất. Cho nên mặc dù chưa được chính thức đưa ra thị trường, nhưng các loại vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam phát triển hiện nay đang là niềm hy vọng mới cho các quốc gia ASEAN nói riêng và các nước đang phát triển nói chung trên thế giới. Cả cộng đồng ASEAN hiện nay đang thực sự rất trông ngóng vào các vaccine do Việt Nam sản xuất và hy vọng nó sẽ là một liều thuốc kích thích các quốc gia ASEAN chấm dứt đại dịch. Các bạn thân mến, việc nhận được sự kỳ vọng lớn từ quốc tế vừa là niềm tự hào và cũng là động lực để chúng ta cố gắng nhiều hơn nữa. Và với những tín hiệu đáng mừng trong việc nghiên cứu sản xuất vaccine, nếu nước ta có thể tự sản xuất và đưa vào sử dụng vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2021, đó sẽ là thành công chưa từng có tiền lệ trong quá trình nghiên cứu và thẩm định vaccine tại Việt Nam. Điều này cũng là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong quá trình làm chủ công nghệ, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân và ghi tên mình trên bản đồ y học thế giới. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của iVietnam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn iVietnam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.